What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đập hộp cho anh em một con bàn phím cơ. Con bàn phím này thì nó lại cực kỳ đặc biệt bởi vì cái kích thước nhỏ gọn của nó cũng như là cái hiệu năng của nó mang lại. Bây giờ mình sẽ cùng khui và đánh giá sơ qua em này nhé. Let's go. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy cái hộp của nó khá là nhỏ nhắn và rất là dày. Đây, nó dày như thế này, nhưng mà cái phần trên của nó thì lại cực kỳ nhỏ. Chỉ nhỏ khoảng bằng hai cái bàn tay thôi. Đó, nhìn ở bên ngoài thì chúng ta đã thấy cái hình của cái bàn phím in ở trên đây. Và chúng ta có thể thấy được đây là chiếc bàn phím 60%. Và cái mã của nó sẽ là CK61 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở hộp luôn. Xung quanh hộp thì chúng ta vẫn sẽ có các cái thông tin của chiếc bàn phím, ví dụ như là keycap này, RGB này, rồi có chip này, đó, rồi có thiết kế như thế này, rồi dùng switch cơ, LED. Nhưng mà nói chung bây giờ mình cứ đập hộp đi đã. Rồi ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng, nếu như mà bạn nào rành tiếng Anh thì có thể đọc qua để sử dụng các cái nút, tại vì con bàn phím này cũng phải cần có hướng dẫn sử dụng thì mới có thể thành thục được tất cả các cái nút của con này. Đây, ở trong hộp thì chúng ta sẽ có hai cái lớp nút rất là dày. Đó là giải thích vì sao mà chiếc bàn phím này có độ dày lớn mà cái kích thước thì rất là nhỏ. Đấy, chúng ta sẽ thấy cái bàn phím nhỏ gọn nằm ở trong. Ở trong này thì chúng ta sẽ được đi kèm với một cái dây cáp chuẩn Type-C và một cái nhổ keycap nữa. À, mình sẽ bỏ ở đây. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc bàn phím CK61. Khi mà chúng ta cầm trên tay chiếc bàn phím này thì nó phải nói là cực kỳ nhỏ và rất là gọn gàng. Đó, nó cái thiết kế của nó là thiết kế kiểu 60%, tức là nó chỉ gồm có khoảng 61 nút mà thôi. Nó sẽ lược bỏ đi rất là nhiều nút, ví dụ như là hàng F cũng như là hàng mũi tên và các nút PUP down vân vân. Thì nó sẽ lại bỏ đi hết, chỉ để lại những cái nút từ ESC, rồi nút 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, đó, các cái nút cơ bản, cái nút chữ, shift, cut, enter. Với những cái con bàn phím như thế này thì rất thích hợp cho những người nào mà muốn mang một chiếc bàn phím ở bên mình, bỏ vào trong giỏ mang đi, hoặc là mang theo người để mình mang ra các cái tiệm nét, hoặc là mình có thể mang đi làm việc rất là nhỏ gọn và nhẹ nhàng. Rồi chúng ta sẽ nói sơ qua một chút về cái thiết kế. Em này sẽ sử dụng đó là keycap ABS Double Shot. Thì nó vẫn sẽ là những cái keycap dành cho bàn phím cơ, sẽ không bao giờ bay chữ và cũng như là sẽ có xuyên LED luôn. Các cái ký tự ở trên chiếc bàn phím này thì sẽ được làm rất là nhỏ và nhìn nó khá là xinh. Và những cái ký tự nhỏ như thế này thì nó sẽ giúp cho mình có cảm giác dễ chịu hơn là những cái ký tự to như là những cái con bàn phím cơ tàu khác. Chiếc bàn phím này sẽ gồm có 61 nút như các bạn đã nhìn thấy ở đây. Và cái thiết kế của em này sẽ là tối giản nhất có thể. Ví dụ như các bạn nhìn đây, xung quanh của chiếc bàn phím sẽ được bo sát mép tất cả các cái keycap luôn. Nó sẽ không có thừa ra một chút nào. Và cái khung của nó sẽ được làm bằng khung nhựa. Tuy nhiên thì cái play, tức là cái phía dưới nằm ở dưới cái keycap này, thì nó sẽ là một cái play bằng kim loại, cho nên sẽ cho cảm giác gõ tốt hơn. Ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ có cái logo của thằng Motorspeed và cái mã sẽ là CK61. Đó, chúng ta sẽ có 4 cái fit. Và rất tiếc là con này, cái fit này nó sẽ không có nâng hạ độ cao được. Đó, đó là một cái điểm trừ khá là đáng tiếc. Thiết kế gầm của em này thì khá là cao. Đây, các bạn nhìn đây. Thì nó sẽ cho cái cảm giác mỏi tay hơn một chút. Thì nếu như mà các bạn nào mà có điều kiện thì có thể sắm thêm một cái kê tay, hoặc là nếu mà đã quen thì mình vẫn có thể sử dụng bình thường. Em này đang sử dụng chuẩn kết nối đó là Type-C, tức là nó sẽ dùng cáp rời như thế này. Và khi các bạn sử dụng thì các bạn cắm một đầu Type-C vào đây. Rồi, sau đó mình sẽ cắm cái đầu này vào trong máy dùng cổng USB bình thường. Về dây cáp của em này thì sử dụng dây cáp rời có bọc dù đàng hoàng và có cả chống nhiễu, cổng USB sẽ được mạ vàng, nó rất là ngon. Tuy nhiên thì cái dây cáp của nó sẽ không có được dài lắm, tại vì con này chịu là di động mà, không có để yên một chỗ. Tại bàn phím này đang sử dụng một cái switch rất là ngon, đó là switch của thằng Kaibox. Với switch Kaibox thì có vẻ như các bạn sẽ ít được nghe thấy, nhưng mà nó cực kỳ nổi tiếng trong giới đó là custom keyboard, tức là những cái bàn phím custom. Thì nó sẽ được sử dụng để thay thế cho những cái switch mà rất là đơn điệu, ví dụ như là switch của thằng
Otemu hay là switch của Razer hay là switch của thằng Cherry thì nó có cho cái độ phản hồi cực kỳ ngon và cũng như là cái tiếng của nó nghe rất là đã. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn coi. Ngoài ra thì em này còn đang được trang bị một cái hệ thống đèn LED RGB cực kỳ đẹp. Bây giờ mình sẽ cùng mở đèn hệ thống đèn LED của em này lên cho mọi người cùng coi nhé. Ok, sau khi mình đã cắm chiếc bàn phím vào trong máy tính thì các bạn có thể thấy cái hệ thống đèn LED RGB của em này khá là mượt. Và nó có thể đổi chế độ đèn LED bằng cách ấn FN cộng với lại nút M2 ở đây. Thì cái nút này nó sẽ đổi lần lượt các cái chế độ LED có ở trong chiếc bàn phím này. Đó, có rất là nhiều chế độ. Và chúng ta cũng có thể đổi màu của chế độ LED nữa. Đây, để mình ví dụ cho các bạn coi. À, đây ví dụ đang là chạy hệ thống RGB. Chúng ta sẽ đổi sang một màu đèn FN cộng với nút qua phải thì nó sẽ đổi sang một màu đỏ này. Đó, rất là đơn giản luôn. Sau đó nó sẽ về lại màu RGB. Còn nếu như các bạn muốn đổi chiều LED thì ấn FN cộng với lại nút qua trái thì nó sẽ đổi chiều LED. Đến tăng giảm độ sáng thì chúng ta ấn FN cộng với lại nút U để tăng độ sáng và nút Y để giảm độ sáng. Đấy. Hoặc là để tăng giảm tốc độ chạy LED thì chúng ta ấn FN cộng với O để tăng tốc độ chạy LED và nút P để giảm tốc độ chạy LED. Đó, khá là đơn giản thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Rồi, như vậy là các bạn đã vừa mới chiêm ngưỡng các cái chế độ đèn LED RGB của em này và nó cũng khá là đẹp. Nói đến chiếc bàn phím này thì phải nói đến cái switch của em này, switch keyboard rất là ngon. À, nó ngon ở chỗ nào thì bây giờ mình sẽ cùng test tiếng gõ cho các anh em xem nhé. À, như các bạn vừa mới nghe tiếng của em này, cái tiếng gõ của nó phải nói là cực kỳ thanh và nó có hai tiếng click key chứ không phải là một tiếng, và các cái switch của nó là cực kỳ đều luôn, các cái tiếng phát ra của nó rất là đều chứ không hề có cái việc lớn nhỏ chênh lệch nhau giữa các keycap. À, ví dụ như là mình sẽ ấn thử nút Antalat này nhé. À, các bạn nghe thấy không, có tiếng hai tiếng click key, không giống như những con switch blue bình thường mà nó chỉ có một tiếng click key thôi. Nhưng con này thì nó có hai tiếng click key. Và cái tiếng click key thứ hai này của nó nghe cũng y chang như click key thứ nhất luôn. Cho nên khi các bạn gõ thì nghe giống như là double click key luôn. Nghe rất là đã. Và cái tiếng click key của nó không hề nghe chói tai như một số các cái switch khác. Nhất là các switch đến từ tàu. Cho nên Skyborg luôn là một cái hãng switch mà rất nhiều anh em sử dụng bàn phím cơ custom tìm đến để mà trải nghiệm cái cảm giác gõ chữ của em này. Đó chính là cái điểm đáng giá nhất của chiếc bàn phím này. Không phải đến từ cái thiết kế nhỏ gọn, không phải đến từ bộ keycap, cũng không phải đến từ hệ thống đèn LED RGB, mà chính là đến từ cái switch của em này gõ cực kỳ ngon. Ok, như vậy là mình đã vừa đi đánh giá sơ qua chiếc bàn phím CK61 của thằng Motospeed. Thì các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Thì hãy để lại những comment đánh giá ở phía dưới phần bình luận nhé. À, mình sẽ tổng hợp lại một số ưu điểm và nhược điểm của em này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái ưu điểm, đó là về kích thước. Kích thước của em này sẽ là cực kỳ nhỏ gọn luôn, thích hợp cho các bạn có thể mang đi đây đó rất là dễ dàng tiện lợi. Tuy nhiên thì đó cũng chính là một cái nhược điểm lớn nhất của em này. À, vì thiếu nút cho nên là các bạn khó có thể thao tác thêm một số cái thao tác, ví dụ như là gõ numpad này hoặc là mũi tên, nó rất là khó và chủ yếu là để dành cho chơi game hoặc là để gõ văn bản mà thôi. Chứ còn nếu mà các bạn muốn sử dụng để làm việc, nhập liệu thì nói chung em này không đáp ứng được. À, ngoài ra thì nó còn có những cái ưu điểm khác của những chiếc bàn phím cơ, ví dụ như là dây cáp bọc dù này, đó, có mạ vàng chống nhiễu vân vân. À, keycap thì double shot, yên tâm, bao ngon rồi. Và cái phông của nó rất là đẹp. Layout của em này thì là layout chuẩn cho nên các bạn có thể chơi được mọi loại keycap luôn.
Nó rất là ngon. Ngoài ra các bạn cũng có thể chơi được những cái keycap kiểu dạng keycap resin hình bông hoa hồng như thế này. Và thường những chiếc bàn phím này khi mình chơi keycap nó sẽ rất là nổi bật, tại vì vốn nó đã nhỏ gọn như thế này, người ta nhìn vô người ta đã thắc mắc đó là chiếc bàn phím gì rồi. Một cái ưu điểm lớn nhất của em này nữa đó chính là đến từ cái switch. Em này đang sử dụng switch Kyborg, một trong những cái switch rất là ngon về cả cảm giác gõ cũng như là về cả độ phản hồi và cũng như về cả cái tiếng nữa. Kyborg thì nó sẽ còn có rất là nhiều loại, nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể inbox ad để ad gửi cho. Nói chung với tầm giá tiền dưới 1 triệu thì đây là một trong những cái bàn phím khá là ngon trong cái vấn đề đó là gõ. Còn về thiết kế thì có thể cái này tùy nhu cầu của từng bạn, có thể là tốt cho người này nhưng cũng có thể không tốt cho người kia. Ok, như vậy là mình đã tổng hợp xong các cái thông tin của em bàn phím CK61 này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Nếu các bạn muốn xem thêm các video của Boss Gear làm về các cái thể loại gaming gear thì các bạn có thể nhấp vào cái video bên tay trái đây hoặc là video bên tay phải đây để xem thêm nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.